Rumble. Mở xe. Hãy là phát đi. Sóng đã cài then đêm sập cửa và đoàn tàu đánh cá lại ra khơi. Tuấn đã quay luôn đó, 1310 điểm. Full sự kiện này là sự kiện đáng chơi nhất rồi nữa đâu. Ai có thể mở được Cap cộng 8 nè, mở được Gullit, mở được Benzema cộng 5, Robert MC cộng 8, rồi Gullit EBS kiểu to những cái hoàng thơm này có thể đạt được đó chứ. Quà cũng đã về. Ok, bây giờ chúng ta đi tìm ai là Gullit Cap cộng 8. Vô. 154 tỷ BB. Trăm năm bốn tỷ rồi, 65 tỷ nữa là 210 tỷ. Tổng tính là BB sự kiện nhiều đúng không? Sự kiện này á, em thấy không? Làm gì có sự kiện nào ngon như sự kiện nâng cấp điện thoại hiện tại nữa. BB thì nhiều, thẻ cầu thủ cũng ngon. Làm sao có sự kiện nào có được Totti chỉ định 10 mà cộng 5? Làm gì có đúng không? Làm cái sự kiện nào ra Cap 80 mà Cap cộng 8 mà chỉ định có 80 à? Trước giờ trăm đúng không? Đây ngon nhất rồi. Sự kiện sau sẽ không còn Totti nữa, có thể sự kiện sau sẽ là Cap khác. Có thể sự kiện sau cũng sẽ là Cap 80, nhưng có Totti cộng 5 thì sẽ không còn. Tất cả những anh em đang giữ Totti đó, bây giờ mình muốn mua cũng chỉ là kỷ niệm. Giá hai căng á, giá hai căng á. Icon Real trước đây, Icon Real trước luôn. Icon Real sẽ là Esteban Brazil cái nha. Esteban Brazil Ronaldo de Lima Icon. Ronaldo de Lima Icon. Ronaldo. Trời ơi, gì vậy? Bukago à? Căng quá ta. Có thêm con dịch nè cho may mắn nè. Tàu giờ chạy hơi gấp anh em, chạy nước rút mà. Tàu giờ nước rút mà qua cái nước cần qua mà. Lên tàu. Ôi giời ơi, ra nào đấy. Đây là xin nè. Trời ơi, cộng 4 đi. Cộng 4. Trời ơi, cộng 2 ta. Cộng 2 ta, căng ta. Ê, đâu mươi tàu. Cộng 2 ta. Không sao, vạn sự khởi đầu nan. Vạn sự khởi đầu nan. Nhiều khi gói đầu này chưa ngon á. Tí nữa gói này ra Militao, gói sau biết đâu ra Benzema. Cuối, cái ngon là nó nằm ở cuối á. Gói đầu chưa ngon đâu, nhưng mà cái ngon nó nằm ở cuối. Cái ngon nó sẽ nằm ở cuối. UB Tây Ban Nha lờ đất. Chứ còn Tây Ban Nha Brazil hả? CB Brazil ai vậy? Mắc kỳ nhốt đúng không? Ai vậy? Ô, Eric Botegin. Ô ông nào vậy? Anh em biết ông này là ông nào không? Ông này anh em biết ông này ông nào thì tôi đâu tôi không biết đó. Từ lúc mà tôi chơi FIFA 3, FIFA 4, FIFA 2 luôn á. Không biết ông này là ông nào luôn. Quốc tịch Brazil luôn à. Ê trời. Ông này ông nào vậy? 112 số luôn à. Eric Botegin là đá cho đá câu lạc bộ nào sao ấy vậy? Tìm ra mấy bản quyền nó này hay thiệt. Tìm đâu ra bản quyền của mấy này cũng hay thiệt ta. Không biết ông đá cho câu lạc bộ nào chứ có bản quyền hôm nay. Ảo thiệt chứ. Trời. Đây anh em thấy không? Đến với Thành Hòa anh em sẽ có hội gặp những cầu thủ đúng là chưa từng gặp thì chứ đúng là gặp những cầu thủ chưa từng có luôn á. Gặp những cầu thủ mà em không biết là ai luôn hết chứ. Công nhận những tài năng hiếm thấy như vậy mà EA vẫn có thể tìm ra được và mang về cho mọi người. Vào. Vào. Erling Haaland, Vinicius Van Beek. Erling Haaland chắc chắn bằng số rồi, bữa game bài 2 bàn mà. Erling Haaland now yes. Na Hà Lan đó ta. Sẽ với Hà Lan, Virgil van Dijk à. Bayern Hà Lan, The Line à. The Lead à, trời ơi, đúng The Lead ra Bayern ta. 108 số à, cũng được ha. Cũng được mà, The Line chắc không bị giảm đâu. The Line 114 số cũng được, mát cũng mát rồi. 109 là mát rồi. 109 là mát đúng không, này ra 108 rồi cũng được. Cũng được, không sao. Được không?
tầm này ra The Line ba mấy tỷ à? The Line rẻ ta. Bắt đầu vô chuyến tàu, bắt đầu vô vô thế đó, chuyến tàu bắt đầu gọi là đi đúng cái lộ trình đó, đi đúng lộ trình, đi đúng hải trình, đi đúng những nơi cần đến. Có thể là những gói đầu tiên anh em thấy những gói đầu tiên có thể không ngon, nhưng những gói sau nó sẽ ngon hơn. Thường anh em nếu như anh em để ý là lúc đầu mở ra thì ngon đúng không, thì lúc sau nó ra thì chưa ngon lắm đâu. Nhưng mà lúc đầu chưa ngon thì lúc sau sẽ ngon, cuộc sống nó cân bằng với anh em lắm. Cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra thôi. Đừng lo. Ok, vô. Vô 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 vô. Rô béo cái, STV xin cái. Tôi đã từng mở ra rô béo. Bờ gì là cộng 8 rồi, đã từng mở rô béo rồi. Hay là CR7 được, bộ được nha ST. Ý là CB. Ý money đi. Bolo money đi. Bolo money đi. Bolo money đi. Ủa Nessa ra. Nessa. Trời ơi, sao phải là money đi ta. Nhưng mà cũng được, 45 tỷ người rồi. Phải Nessa ta. Trời ơi, sao ý này CB nhiều quá vậy. Nào là Manini, nào là Nesta, rồi nào là Baresi nữa hả? Alexandro Nesta cũng được nha. Cũng được mà, đến nổi, không đến nổi. Cũng được. Alexandro Nesta. Sao đâu, Rubéo MC đang chờ. Rubéo MC cộng 8 đang chờ. Mình sẽ được lại cái khác. Thẻ đầu xui, thẻ sau có thể sẽ hơn. Đó. Cậu áp ngay ha. Cậu áp ngay chứ đúng không? Cậu áp ngay chứ đúng không? Rubéo MC Brazil, Hà Lan xếp xếp. Trời ơi, Hà Lan gần cá luôn không? Bắt được sắc. Win Wonder Sa. À, cái đường của Win Wonder Sa. Được. Win Wonder Sa. Tức là Hà Lan này nó làm cho mình gì cảm xúc của ta. Từ gần cá, cho tới tiền đảo, tới CM, CAM. Cái gì cũng cảm xúc của ta. Win Wonder Sa. Không biết nên cười hay nên khóc ta. Không biết nên cười hay nên khóc. Cho tụi linh trình cảm xúc quá vậy. Cái gì Wanda Sa cũng được, cho năm mấy tỷ hàng hàng Man City, alo hàng Manchester United luôn. Hàng Manchester United thì khả năng bán được cao. Khả năng bán được cao cho ra, anh thấy chưa, bắt đầu lên lên đà đà đó. Từ 10 tỷ, 20 tỷ, lên 30 tỷ, lên 40 tỷ, lên 50 tỷ, bây giờ là 100 tỷ rồi. 100 tỷ rồi. Chắc là cái con Wanda Sa này có bán được không nha. Edwin Wanda Sa bán được luôn, hàng Manu mà bán được chứ. Edwin Wanda Sa. Thêm còn 2-3 Totti cộng 5 nữa, 2-3 Totti cộng 5. 2-3 Totti cộng 5. Militao. Benzema đã bắt đầu tăng lên đó, khúc này là khúc tăng nè. Khúc này là khúc tăng nè, khúc này là khúc tăng đó, khúc này là khúc tăng lên đó. Khúc này sẽ là khúc lấy lại tất cả, khúc này sẽ là khúc lấy lại tất cả. 2-3 Totti. Karim Benzema. Karim Benzema phát phát phát. Hãy là phát đi, hãy là phát đi, hãy là phát đi, hãy là phát đi, phát, Mỹ, trời ơi, thì sao là được nè, trời ơi, Mỹ này mà, kêu bình đồn ra nờ của tôi đâu, trời ơi, cao rồi, như con là sao, như con nữa, trời ơi, kêu bình đồn ra nờ của tôi đâu, ôi, không ngâm cho mình chán con rồi. Tại sao không phải là Kevin De Bruyne ta? Kevin De Bruyne nó bùng nổ liền đấy chứ. Cú to à, trời. 119 số luôn. Trời ơi. Bây giờ bắt cùng. Anh yên tâm đi. Mình kiên trì thành công sẽ đến với mình thôi. Yo. Gulit Lewan Sixer Ramos, Gulit Lewan Sixer Ramos. Ca sĩ hay nhất sẽ là ca sĩ hát cuối cùng. Cầu thủ ngon nhất sẽ là cầu thủ mở ra cuối cùng. Sẽ là cầu thủ mở ra cuối cùng. Rung tay quá ta. Rung tay quá ta, hồi hộp quá ta. Hồi hộp quá ta, Gulit, Gulit Lewan ST Ba Lan. Răng cầu Ba Lan lửng, răng cầu Ba Lan lửng. Răng cầu Ba Lan, Ba Lan, Ba Lan, Ba Lan, Ba Lan. Sách bi à, cái gì vậy, ST sách bi luôn hả? Sách bi làm cái ST.
Sigmi làm cái xe ta. Ta đích à? Trời ơi, ta đích là gì vậy? 103 số. Ta đích à? Trời ơi. Ta đích ta. Sigmi ST luôn rồi chứ, Sigmi ta. Đinh bà. Tao này đấm sao đấm rồi đời chết coi giá như vậy. Chết rồi, tao đích ta. Hai người ca con này được 200 tỷ BB. 200 rưỡi tỷ á chứ. 200 ủa 229 200 tỷ BB à. Cu toa được 150 đây. Ta đích à, ta đích được 170 ta đích bán được nè. Ta đích này có tin con lò này ngon. Ai dắt à, 170 tỷ nè, cộng với lại 160 150 đây, 170, 150 là 310 ở 320 320 cộng cho Vanessa thêm 150 tỷ nữa là 470 cộng với 200 tỷ BB là 670 rồi. 670 tới đông quê cộng thêm mấy con ở dưới nữa tất mở ra được thêm 30 tỷ nữa là cũng khoảng 700 tỷ BB. 700 tỷ BB được rồi, 700 tỷ BB không lời nhưng mà cũng không lỗ lắm, không lời nhưng không lỗ lắm. Và đừng quên để lại một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.